Mình đang có hai cái mùi hương mùa hè ở đây. Thì mình muốn xin các bạn là các bạn cảm nhận xem như thế nào về hai mùi hương này, và các bạn thích mùi hương nào hơn, xem là mùi hương nào sẽ hợp mùa hè hơn. Cái này là của cái nào ạ? Bây giờ cứ ngửi trên giấy đi đã, xong rồi đổi cho nhau xem là thích cái nào hơn thì mình sẽ tiết lộ sau. Theo cảm nhận của em ấy thì là em thích mùi này hơn. Thích cái mùi này hơn hả? Tại vì cái mùi này nó hơi hấp, theo cá tính của em thì em thích mùi này hơn. Nếu mà dành cho mùa hè thì em thấy là em thích mùi này hơn nhá. Rồi, thế con cái con em. Em thích mùi này hơn em. Đây để anh xem tên. Rồi anh đây là mùi hương mà hai bạn thích, một cái nhà nước hoa Lilabo khá nổi tiếng. Chắc là các bạn trẻ cũng biết. Mình cảm ơn hai bạn nhá. Để thế thôi. Ở đây anh đang có hai cái mùi hương dành cho mùa hè. Mình muốn xin cảm nhận các bạn xem là các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn. Mình cứ ngửi mùi đấy trước đi. Mình đã xịt ra đấy rồi. Xem là nếu mà dành cho mùa hè nắng nóng thì mình sẽ chọn mùi hương nào hơn. Mùi này ạ. Cái này là B0 ạ. B0 à? Cái lý do vì sao mình thích mùi hương này hơn so với mùi kia? Em cảm giác là cái B0 này nó nhẹ hơn ạ. Nó nhẹ hơn nhỉ? Thế là nó phù hợp với kiểu mùa hè nắng nóng à? Cái này thì nó hơi bị nồng ấy. Ví dụ mà mình đã nóng, mình đã rất là mệt rồi ấy. Thì mình ngửi mùi này nó sẽ bị hơi bị sặc vào mũi ạ. Rồi mình cảm ơn cái chai B0 của bạn là chai này nhá. Đây là một nhà nước hoa khá là độc đáo và khá là khó kiếm ở Việt Nam. Rồi mình cảm ơn bạn nhá. Hello, xin chào các bạn, và đây là Sơn. Chắc hẳn các bạn biết là Sơn từng là cameraman của mình trong cái thời gian đi phỏng vấn khá là ngày xưa. Hôm nay thì lấy ý kiến của Sơn là Sơn thích mùi hương nào hơn nhá. Đây, gửi đi em. Đúng rồi. Đây. Thích mùi hương nào hơn? Cầm mic đi em. Chắc chắn là em sẽ chọn cái mùi này, Bergamot 22. Nếu mà để mà nói mà dùng cho mùa hè thì chắc chắn là cái mùi Bergamot 22 nó sẽ phù hợp hơn ấy. Bởi vì là em cảm thấy một cái sự nhẹ nhàng mà nó rất là kiểu là êm ấy, nó không bị quá là gắt và nó không bị nóng, nói chung là đem lại một cảm giác rất là dễ chịu. Thế nên con kia thì sao? Bergamot 22. Còn cái mùi của cái này là cái gì nhỉ? Bergamot. Bergamot thì cảm giác là nó có một cái sự gì đấy nó gắt hơn ấy, nó cảm giác cái ngửi mùi nó hơi bị đắng. Thế nên là em nghĩ là nếu mà dùng mùa hè thì chọn Bergamot 22 là một lựa chọn rất là ok, rất là hợp lý. Hello anh em, vừa rồi thì mình với cả Sơn đang đi quay thì trời mưa các bạn ạ. Đây hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7, các bạn biết là ngày hôm nay là ngày mà bão đổ bộ về đây. Thì ngoài kia đang kiểu mưa khá là kiểu, nó không dày hạt lắm nhưng mà nó bị kiểu hạt nó nặng to ấy. Nói chung là đi bộ là sẽ ướt. Nói chung là đi bộ sẽ ướt và nhiệt độ hiện tại đang là, đây các bạn nhìn là nhiệt độ đang là 30 độ rồi. Và 30 độ mình còn đi quay phỏng vấn Bergamot mà mọi người vẫn hiện tại là mới quay được 3 người, 4 người Sơn này và 3 bạn nữ nữa. Và hiện tại thì tỷ số đang là 3-1. Mình sẽ cố gắng để xem tí nữa tạnh hoặc là trên đường đi ra cái chỗ lấy xe thì mình sẽ phỏng vấn thêm để xem là mùi hương nào sẽ chạm mốc 5. Đấy, các ông thấy tôi có chăm chỉ đi quay không? Hôm trước thì nắng chang chang 12 giờ trưa đi quay Gu Long Cha với Selling Day. Hôm nay thì mát mẻ hơn một tí. Hôm đấy là ai thắng? Chai nào? Hôm đấy là Selling Day thắng. Anh không nghĩ là Selling Day thắng. Hôm nay mình đi quay cái thời tiết này, lúc đầu mình nghĩ rằng là cái thời tiết này sẽ tạo điều kiện cho con Bergamot thắng, nhưng mà đến hiện tại thì Bergamot có vẻ không được mọi người thích lắm. Nhưng mà hiện tại thì toàn gửi được mùi của Bergamot này các bạn ạ. Quả vãi trưởng luôn. Nhà mùi Bergamot này thơm à? Thơm nhẹ nhàng. Bergamot cảm giác như bà già ấy. Bergamot cảm giác như bà già ấy. Bergamot. Đây. Hai cái là hai kiểu trường phái khác hẳn nhau ấy. Nên bọn mình đang ngồi kiểu nhàng, cho dành đây đang ngồi cà phê ở Gardenia trên chỗ thiếu nữ rồi. Đình Lễ à? Hay là đình Lê Lai, Lê Thạch gì đấy. The next day. Hello anh em có thấy góc này quen quen không? Đây là góc mà ngày xưa mình quay những cái vlog đời đầu đấy. Như các bạn đã biết thì tối hôm qua trời mưa nên là hôm nay mình sẽ quay phỏng vấn ở quanh nhà mình thôi. Tại vì cũng không có thời gian để đi lên phố, cũng không có cameraman. Nên là ngày hôm nay thì tôi sẽ xuống phỏng vấn mẹ tôi cũng như là hàng xóm xung quanh nhà tôi, xem hai mùi này như thế nào. Các ông đừng bảo là mẹ tôi không biết gì về nước hoa nhá. Tí nữa tôi sẽ phỏng vấn cho các ông biết. Đây là mẹ mình, đây là cô Phương hàng xóm nhà mình. Mùi này thích mà. Cô ngửi xem, cô đổi xem là cô thích mùi nào mùa hè hơn. Cái này mới ngửi thì ạ, nhưng mà không thì... Mùi này nhẹ hơn. Mùa này hợp hè hơn à? Mùa này hợp với mùa hè hơn, mùa này nó hơi lồng hơn. Mùa này là mùa đông thì sẽ hợp hơn. Mùa này tôi nghĩ là hợp với lại mùa hè hơn thì nó nhẹ.
Vâng. Mùi này là mùi bê. Mùi này nó ngạt nhỉ. Mùi này nó hơi có nghe không phải. Có ngửi lại lại mà. Hay là tại là mới. Không. Mùi này là mùi không dai. Mùi này là mùi nó rất nặng mùi. Bé thích mùi nào hơn? Như cô thích mùi này hơn. Rồi cô thích. Đây. Chai của cô là chai này. Đây. Đúng rồi. Đây. Chai này mùi này đúng không? Vâng. Không chỉ thử. Ngửi được rồi. Ngửi được rồi. Mẹ thích mùi nào? Mùi này nặng nhỉ. Mùi nào? Mùi này này. Mùi này là mùi nặng. Không, mẹ cứ lấy ý kiến của mẹ đi. Mẹ thích mùi nào? Đây là mẹ mình các bạn ạ. Mẹ mình toàn bán cho các anh ở bên đài truyền hình thôi. Mẹ mình ngửi nước hoa suốt ngày. Thế nào bây giờ tóm lại là mẹ thích mùi nào? Cô Phương là cô chọn chai kia rồi. Cô chọn chai này. Đây rồi. Hợp với mùi của cô. Hợp với lại mùa hè. Gu, hợp với gu của cô. Hợp với gu của cô. Rồi, ok. Mẹ thích mùi nào? Chưa rõ lắm nhưng mà ý cứ ngửi cả hai, cầm cả hai cái xong rồi ngửi. Thế nó bị đắng mùi. À thích mùi nào, thấy mùi nào mát mẻ hơn thì cho ý kiến. Thì đúng rồi, nó có vẻ nhạt nhạt hơn ý, đúng không? Thích mùi này gì? Thế ra xem nào. Mùi BO các bạn ạ. BO là cũng là chai này luôn. À đấy, bây giờ đây loạn rồi, bây giờ đang loạn rồi. Bây giờ đang loạn mùi rồi. Ngửi đâu này? Được mùi này cái cảm giác như có mùi tí mùi lan ở đấy nhỉ? Hoa hoa đấy. Hoa lan lan ở đây đúng không? Đúng rồi. Mùi ngửi kỹ là thấy mùi lan sâu và có mùi lan đấy. Đúng không? Bây giờ thích mùi nào? Tóm lại là bây giờ thích mùi nào? Mẹ thích mùi này hơn đấy, mùi lan này ngửi. Bê gì? Cái mùi lan lan này mẹ. Rồi thế đây rồi, thế đây, mẹ thích mùi này. Rồi ok, thế thôi rồi. Anh đang có hai mùi mùa hè ở đây. Em ngửi xem, anh đã xịt ở đầu ở chỗ này này. Đấy, ngửi xem là mùi nào sẽ phù hợp với mùa hè hơn. Đây là bạn chủ quán cà phê nhà mình. Đây là mùi phù hợp với mùa hè. À, mùi này phù hợp này. À, đang là mùi unisex cả nam lẫn nữ. Em muốn hỏi xem là cái này cho một cô vào một đâu người lớn hơn. Ừ. Cho những cô làm nữ tính bánh bèo. Ok. Cái này thích mùi này hơn đúng không? Đúng rồi. Rồi đây là chai bạn ấy thích. Tại mình đang không có camera. Rồi mình cảm ơn. Đó. Bây giờ em xịt thử cả mùi này lên người xem. Lúc ấy là ngửi trên giấy không? Xịt cao lên đây được. Xịt cao lên cái chỗ phần cổ tay được. Bây giờ bạn ấy sẽ xịt cái mùi này cả hai mùi lên da xem bạn thích mùi nào hơn. Chỉ lên da thì thấy hơi khác đúng không? Thích mùi nào? Bây giờ lại đổi ý đúng không? Lại đổi ý thích mùi này. Mùi này à, mùi đấy thì sẽ dành cho những bạn cá tính. À, nhưng mà nếu mà để xài cho mùa hè thì em thấy mùi này hợp lý hơn đúng không? Mùa hè nếu mà mùa hè thì sẽ nhẹ hơn, rồi rồi cảm ơn nhá. Và như các bạn đã thấy kết quả rồi đúng không? Đó là Lilabo Bergamot 22 thì được mọi người yêu thích hơn vào mùa hè. Mặc dù cái bạn phỏng vấn cuối cùng là các bạn chủ quán cà phê cạnh nhà mình, bạn ấy có ngửi ở trên giấy khá là thích mùi của Bergamot, nhưng mà khi mà xịt lên da thì bạn thấy rằng là con Bergamot 22 nó nhẹ nhàng hơn, phù hợp cho hơn cho mùa hè. Vì thế nếu như ông nào mà đang lăn tăn giữa Bergamot và Bergamot thì tôi nghĩ rằng là các ông đã có câu hỏi ở đấy. Và nếu thấy video hay hay là các bạn có muốn góp ý gì thì các anh bình luận ở phía dưới nhá. Và hứa với anh em là lần sau tôi sẽ quay nó chi tiết và cụ thể hơn, cũng như là quay nó không bị gián đoạn như thế này. Nhưng mà biết đâu anh em lại thích cái kiểu quay này. Thì nhớ cho tôi một like, share và đừng quên việc ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn nhá. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.